ơi, cô gì đó ơi, bước bước ra giùm cái thầy ơi, đâu mà lẹ dữ vậy? Chờ tôi với cô gì đó ơi. Ủa, anh Ngọt, có chuyện gì mà mới phát con như vậy, anh kêu kéo dữ vậy anh Ngọt? Trời ơi, cô không chờ tôi nói này khác. Tôi đi làm không nổi, anh vô luôn hôm nay à.
ba bận, mà nói xa nói gần cũng 9-10 phen, mà người ta có thèm để ý cho cái bụng dạ của tôi đâu. Vậy chứ anh nói sao mà người ta không để ý cái bụng dạ của anh vậy anh Ngọt? Thì tôi nói vậy để cụ thể. Đâu anh nói cho tôi nghe thử coi. Anh Ngọt nè, ai biểu anh á, nói chuyện chưa dứt câu rồi lại cúi đầu quay lưng rồi lủi móc hả? Ở đây tới năm bảy cô bé bờ nơi đất câu họ bất giờ bâng quơ, ai biết anh muốn gợi cái vụ mình vụ giữ luôn cây cuốc là mình chịu à nha, giữ luôn cây cuốc là mình chịu à. Dạ dạ, nói tiếp chương trình là mời gì đến với tiếng hát lần đầu tái ngộ tại nơi đây. Dạ mời tiếng hát của chị Kim Quanh. Dạ mời chị Kim Quanh nè. Dạ mời chị Quanh.